À, chị ơi, chị cho em hỏi bí mèo ở đây là ở đâu chị có vậy? Dạ thấy những mấy người mà đi bắt mèo ngoài đường ngoài đồ á, thấy chỗ trong cái lầm á, thấy đẹp cái dễ thương quá, cho nên thấy chùa thấy mua lại, thì mua lại về nuôi chân cho mấy nhỏ. Mấy nhỏ nhà nó thích lắm, ai cũng có nhà năn nỉ đưa trở lại mà không có bán đâu, để nuôi thấy dễ thương quá. Đôi chân lang thang xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui và luôn bình an cho cuộc sống. Cả nhà ơi, cả nhà mình xem bé mèo này có dễ thương không cả nhà? Bé đang bị nhốt trong một cái lồng này cả nhà. Mèo, mèo, mèo. Mèo. Cả nhà ơi, thương quá cả nhà ơi. Bé chân lang thang cũng không biết bé mèo này là giống của bé như thế nào. Giống anh hay là giống tây gì đó. Rất là dễ thương luôn cả nhà ơi. Cả nhà mình xem cái mặt của bé mèo kìa. Thì bé mèo này là của mấy người mà người ta đánh mèo thôi cả nhà, người ta rập được đó. Rồi ông anh của mình là thấy bé dễ thương á, rồi ông anh của mình là mua lại của những người mà bẫy mèo á, cũng về anh nuôi. Thì đôi chân lang thang được một người anh bà con ở xa chia sẻ là nhà anh có cưu mang một bé mèo á, nên anh biết là đôi chân lang thang yêu thương động vật á, yêu thương cháu mèo á, nên anh có liên hệ với đôi chân lang thang nói về cái hoàn cảnh của bé mèo này, nên đôi chân lang thang lặn lội đường xa 40 cây số để ra đây để thăm bé và tìm hiểu cái hoàn cảnh của bé. Có thể là đôi chân lang thang sẽ nói chuyện với cái anh mà cu mang bé mèo này á, là sẽ đưa bé về. Mèo. Ở nhà mình xem cái khuôn mặt của bé kìa, rất là dễ thương luôn cả nhà ơi. Có bộ lông trắng rất là đẹp luôn, bộ lông như tuyết luôn cả nhà. Mèo mèo. Mình đụng được này cả nhà ơi, bé rất là hiền. Mèo mèo. Bé lấy cái đầu bé ủi cái tay của mình này cả nhà. Cái mèo này có cặp mắt cũng rất là dễ thương cả nhà ơi. Ở đây cũng có một bé mèo con nữa nè cả nhà. Mèo mèo. Đây một con nữa cả nhà ơi, hai ba con luôn. Mèo mèo mèo. Và bé mèo nhỏ này cũng rất là dễ thương cả nhà, cũng có cặp mắt cũng rất là dễ thương nè. Trời ơi. Cả nhà ơi, cả nhà xem nè, mèo, bé mèo này có bộ lông cũng rất là đẹp. Mèo mèo. Bé này là bộ lông màu xám trắng cả nhà, màu rất là đẹp luôn. Trời ơi, thương quá ơi. Mèo mèo, qua đây qua đây. Mèo mèo. Cả nhà mình xem nè, bé nó thấy mình lạ lắm, nó nhìn mình nè cả nhà. Trời ơi, dễ thương quá à. Anh Lễ, một chút xíu nữa đôi chân lang thang sẽ nói chuyện với anh chủ của hai bé mèo này, để có thể là
mình mua lại cả nhà. Mình mua lại là không biết là ảnh để lại cho mình là bao nhiêu tiền. Mèo mèo. Cả nhà mình xem nè cả nhà. Biết mèo này nó cũng thân thiện với mình nè. Nó cho mình đụng cả nhà ơi. Mèo. Ba con luôn cả nhà ơi, ba đứa. Hơi nhát ra chút xíu cả nhà. Mèo mèo. Cả nhà mình xem nè. Bé trắng bên này rất là dễ thương luôn. Rất là cao ráo dễ thương luôn cả nhà ơi. Không biết là ảnh để lại cho mình bao nhiêu tiền cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi vào để nói chuyện với chủ của hai bé mèo này nha cả nhà. Thì họ cũng mua lại của người ta, nên mình sẽ nói chuyện và mình sẽ mua lại để cô mang hai bé về trang trại nuôi để đặng chăm sóc các bé nha cả nhà. Nghe người ta biểu này. Mèo ơi. Cả nhà ơi, mình đã kêu chủ của bé mèo ra để nói chuyện này cả nhà. À, chị bồng hai đứa nó ra. À, chị ơi, chị cho em hỏi bé mèo ở đây là ở đâu chị có vậy? À, dạ thấy những mấy người mà đi bắt mèo ngoài đường ngoài đồ á, thấy chỗ trong cái lầm á, thấy đẹp cái dễ thương quá, cho nên thấy chùa thấy mua lại, thì mua lại về nuôi chân cho mấy nhỏ nhà nó thích lắm, ai cũng có nhà năn nỉ để lại mà không có bán đâu. Để mình thấy dễ thương quá. Dạ. Với lại mình chưa có thấy hồi đó giờ mình chưa có thấy nuôi con mèo cảnh đó giờ. Thấy người ta 7 giờ đó xong người ta bắt đi giờ đó xong mà thấy dễ thương quá. Tự nhiên tưởng tượng với mình như con chó quá. Thờ bắt giờ luôn chuột giờ. Nhưng chung đem về mấy nhỏ nhà. Nó thích nó mừng lắm. Nó mến được. Mỗi lần to nó ăn rồi tắm kia là dứt kia này nọ nữa. Ai cũng có nhìn hết á. Những con mèo sao mà dứt chó vậy. Nhưng kêu hỏi bán mà không có bán đâu. Chị là chị chuột hai miếng mèo này là bao nhiêu tiền vậy chị? Chuột 2 triệu, khoảng 2 triệu à. À 2 triệu. Chị chuột về lâu chưa? Dạ khoảng được 3 tháng đây rồi. 3 tháng rồi hả? 3 tháng rồi. Bây giờ em thấy thích hai con mèo này quá. Vậy chị có thể là đỡ lại cho em đi. Em về em nuôi được không? Ừ. Mà nhiều người tao cũng hỏi nó năn nỉ lắm. Mà mấy đứa nhỏ nhà có thích lắm. Dạ. Nó tại vì hồi đó giờ nó chưa có thấy mèo cảnh, mèo này, mèo đây. Dạ. Đó, ai cũng năn nỉ hết á. Bây giờ muốn đỡ là phải hỏi mấy nhỏ nhà, mấy cháu nhà. Dạ. Dạ. Chứ mình muốn để lại mà sợ mấy nhỏ nè. Đó. Dạ. Còn mấy đứa đi học rồi hả chị? Đi học à? Dạ. Học về là chưa giờ đâu. Đó, mình thấy nó cũng dễ thương lắm, nhỏ về nó mừng lắm, cưng lắm. Chị cứ biết là cưng lắm. Là cái giống mèo này là giống gì không chị? À, giống mèo đây hả? Nó cũng giống mèo lai cảnh nè. Dạ. Dạ, lai cảnh. Giống mèo anh thôi chị ha. Ừ. Còn mèo thịt thì giống mèo thịt khác, còn mèo này mèo lai như trâu. Cảnh nó đẹp, thấy nó đẹp quá, như trâu thôi chứ. Hình như là em nghe chị chia sẻ là hình như là chị cũng có cái tấm lòng yêu thương động vật đúng không? Đúng rồi. Thấy nó đẹp, dễ thương quá thì cũng chăm sóc cho nó rồi vui mến vậy. Mỗi lần mình đi làm về mà thấy nó cũng to, nó ăn. Đó, lại tắm nó rồi vuốt ve kêu meo meo nữa. Đó, mà tập nó anh xét là nó quen mình luôn à. Nó mến. Mỗi lần ăn cái gì cũng để dành cho nó hết á. Dạ. Đó, cũng để cho nó thịt cá hay cái gì để cho nó hết á, cười cho nó hết á. Nên mình thích nuôi vậy á. Dạ. Thì lại nuôi được 3 tháng rồi. Dạ, 3 tháng rồi. Cũng có nhiều người tới hỏi để mua lại hả chị? Ừ, có hỏi chứ, hỏi mua lại chứ. Mua bao nhiêu tiền chị có bán không? À,
Không không, ta trả kêu qua hai con ta trả tại người ta cũng biết mình cũng mua của người ta là 2 triệu, hai con 2 triệu, nó trả lại khoảng 5 triệu, mình không có bán. À. Hai con 5 triệu mình đâu có bán đâu. Dạ. Đó thà khi mình thấy số tiền đó, cái đồng tiền đó nó cao vậy, mình không ham mình tiền, mình không có ham tiền, mình thấy hoặc là hiếm có lắm. Mình hiếm có lắm, biết chuyện nào mà có con quật như vậy mình nuôi. Thấy đẹp quá, mình nuôi, mình bắt gửi lại nuôi cho nghĩ, nuôi cho nó đẹp thôi. À, thấy chị khổ cực mà chị cũng yêu thương các bé, chị phải... Đúng là à, chị làm nghề gì vậy chị ha? À, nói chung mình cái người gì cũng làm hết á, là mướn, phụ hồ cũng có, cái gì cũng đi làm hết á. Dạ. Cũng có người gì mà làm được hết á. Dạ. Là mình làm người nông mà. Đó. Cái gì cũng làm được hết á. À đây có bé chó nè cả nhà. Ừ. Trời ơi dễ thương chưa? Bé này tên gì vậy chị? Ừ. Bé này tên gì vậy? Đó hả? Không có đặt tên. Không có đặt tên hả? Không có đặt tên đó. Dạ. Chưa có tên luôn. Không chưa có tên. Người nhỏ vẫn có đặt đâu. Dạ. Ừ. Nói chung mà chó này á là chó này á là người ta chó này chỉ là chó đĩa hang mà cái người ta bỏ lăn lóc á, người ta không nuôi nữa, mình thấy tạo quá rồi thôi để mình xin ra nói là anh có nuôi chó nữa không, rồi cho em về em nuôi, em thích chó nuôi chó, em bắt về 3 con là mà em cho hết người ta 2 con rồi. Yeah. Người ta cũng thích nuôi chó lắm, mình cho người ta hết 2 con, còn con em để lại. Yeah. Để lại nuôi. Trời, ghét nha. Tên cho nó đi chị. Tên cho nó là tên Su đi. Nhìn nó bộ lông nó nhìn nó tại vì thấy nó ta. Lớn rồi, mình thấy nó lớn rồi, mình không biết đặt tên gì, hãy nó đẩy đặt tên, hãy từ mới đẩy ra đặt tên được, bữa nãy nó lớn quá rồi sao rồi đặt. Dạ. Không biết kêu kêu kỳ đại à. Kỳ kỳ đại à. Nó giống mèo ta, mèo thật mà thấy nó lại giống mèo kiến gớm, như lại giống mèo chim mà nó lông lá nó đẹp quá, mình bắt cho nên mình nuôi. Đẹp lắm ha, con mèo này cái lông bộ đẹp lắm cả nhà. Lại cái mặt nó, cái hai mặt ngạ nữa. Dạ. Mình nhìn nó giống như chuẩn chuẩn như mặt ngạ mà hiếm có con mèo như vậy. Dễ thương quá hả? Đó. Mèo này mèo theo em biết là như là mèo Anh này. Mèo này mèo ăn thịt này. Mà thấy mèo Anh cả nhà ơi, cặp mắt nó màu xanh á. Cả nhà mình xem nè. Chợ chó. Chợ bé chó. Chợ bé chó đó. Mỗi lần là tắm nó là hơi móng nó dài, cũng bấm móng hết rồi. Ừ. Cũng bấm nó chờ bấm hết á, bấm bớt hết rồi. Chị từ bấm móng luôn hả? Chờ bấm luôn, chờ bấm móng, bấm chừng bấm đùa hết luôn. Dạ. À, tắm rồi bấm nè, móng nó dài lắm, bấm bớt. Tôi để nó vào ấy đường nữa. Dạ. Đó, hôm mà móng nó dài nè, nó vào nè. Nó vào nè, à, nó vào nè. À, nó tắm cho nó vào á. À. Nó giỡn á, giỡn mình nó vào rồi nè. Rồi cho nên nó lấy bấm tay bấm, nó trò bấm hết á. Ngồi vậy là xì xì rồi bấm. Đó. Bấm sạch sẽ hả? Không có gì hả chị hả? Không có gì không. Tắm nó, cảm thấy mình thấy nắng ráo mình tắm cho nó. Dễ thương cả nhà ơi. À, nắng ráo tắm cho nó, rồi tháng lạnh này không có tắm. Tháng lạnh này là bắt nó nhốt vô chuồng. Dạ. Ủ cho nó ấm nó. Ừ. Thương quá ha. Ừ. Thôi bây giờ em tới đây cũng như là có cái duyên với mấy bé mèo á. Ừ. Giờ chị nói mấy đứa để lại cho em đi, để em đem về em nuôi. Tại nhà em có lồng á, có trang trại rồi sẵn á. Ừ. Em nuôi thì các bé nó có cuộc sống tốt hơn á. Ừ. Cái gì chị để cho em nha. Dạ, để giờ hỏi mấy nhỏ là để lại cho. Ừ. Mình cũng thích nuôi, mình thích nuôi hoặc lắm, mình yêu hoặc lắm. Dạ. Là mình đi làm về có nó đỡ buồn. Dạ. À, có nó mình giỡn mình đừng, nó kêu meo 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 rồi vuốt kia rồi vậy đó, vậy thôi. Một hôm nhà mình nó cũng mưa nhiều lắm, đi hết rồi. Dạ. Mưa nhiều lắm mà lại là mấy con mà nó cho ta bớt hết, là ta không thích nuôi mà cho bớt hết rồi, giờ mình nuôi lại như đây thôi. Dạ. Ừ, thời gian mà đi làm không có ai cho nó nhiều rồi á. Meo 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 mèo mèo có biểu nè, mèo mèo có biểu này. Nó cho được chân thang rồi nè cả nhà. Ừ. Không biết bình thường nó cho rồi nè. Ừ. Này nó dễ lắm, nghe dễ chịu lắm. Dạ. Cho rồi dễ chịu lắm.
Nói chung là mình đi ngủ dẫm mà nó theo, mình ngủ với mình luôn à. Mình đi đâu thì theo đó. Nó ngủ luôn. Yeah. Mình ngồi ghế thì nó nhảy về cho mình ngồi luôn. Dạ. Yeah. Này cái mến. Bắt nó hậu cuộc một xíu à. Nó giờ tập cũng mua bị hạt thức ăn con mèo. À. Cũng có nó ăn vô nữa, nó ăn nhiều lớn vậy. Để thịt cá rồi cho nó ăn vô. Nó ăn thịt cá hả chị? Ừ, cho nó ăn thịt cá rồi cho cơm đi ăn vậy á. Nó ăn như mình vậy. Mình ăn gì là mình cho nó ăn đó. Ừ. Bạn mèo này nó lạ hả chị ha? Ừ. Nó có hai cái khuôn mặt nè. Nó lạ. Một bên là nửa đen, bên nửa trắng xanh xám nè. Bỏ vậy mình thấy nó lạ quá, mình bắt về mình nuôi. Được đó. Ha. Đó. Nó lạ vậy nuôi á. Nói chung là mấy mèo kia cũng là thường đó, là mà thấy có con đây à. Bây giờ mà thấy con mèo thì nó lạ quá. Dạ. Mình bắt về. Bây giờ nó cạo tiền cái nào vậy mình cũng chuột rồi à. Dạ. Vậy là tiền chuột mấy đứa nó là hết 5 triệu. Đúng rồi. Bao nhiêu chuột rồi đó. Nếu mà chị để lại cho em thì chị để lại cho em bao nhiêu? Để hỏi em biết đợi lại 4 triệu thôi. Được không? Được chứ, là để hỏi mấy nhỏ nó đồng ý thì để luôn. Bây giờ hỏi ý kiến mấy nhỏ hả? Ừ, ý kiến mấy nhỏ. Mấy nhỏ nó đi học giờ nó cưng lắm, giờ nó kêu meo meo như đứa kia hoài à. Sợ bắt. Để giờ hỏi mấy nhỏ nữa hả? Mấy nhỏ đi học về hỏi. Rồi không biết thì để 4 triệu. Nha. Cái cho người cho là... người cái người hoài á, người ta tới hỏi biết làm mà họ năn nỉ mà không có để. Yeah. Ừ. Tại mà thấy nó biết người trắng nó chạy đâu rồi ta, người trắng mà meo người trắng chạy ở mất rồi ta, chắc chạy trốn ở đâu biết gì. Cả nhà ơi thì chạy đó là chị chuột của mấy người ta đi ngoài đường á là 5 triệu mà chủ quen biết á, nếu mà chị sợ là mấy đứa nhỏ là không có chịu á, tại mấy đứa nhỏ nó cưng mấy đứa mèo này á. Rồi chị lang thang cũng thích, tại nhìn là mấy đứa nó dễ thương quá, mình cũng không ai người trang trại để mình nuôi á cả nhà. Bây giờ là đội chân lang thang sẽ đi về lại và đợi tin chị để mấy đứa nhỏ đi học về á, rồi đợi tin chị thông báo lại thì đội chân lang thang sẽ sắp xếp rồi ra đưa hai đứa nó về nha cả nhà. Nhìn dễ thương quá à. Nó ngon nữa cả nhà, nó giỏi, nó không có lì không. Nó cho, nói chung là mèo dễ thương lắm, nó cho ôm ngủ, nó cho bắp chân bấm đồ hết á. Bấm gà, nó cho tắm nó đồ nữa, nó bấm móng đồ hết á. Một tuần là chị tắm bao nhiêu ngày, mấy lần? Một tuần tắm hai lần. Hai lần hả? Người tắm nhiều quá đâu, cốt quá đâu. Tắm hai lần. Còn mà tháng gió thì mà không có tắm nó. Sợ lạnh, nó dễ bị bệnh lắm. Yeah. Dễ bệnh lắm, mình nắng gáo rồi tắm nó, rồi pho nó. Pho về nắng á, cho nó khô lông lá làm ẩm vô. Tắm xong mà lấy dược mà chải cho nó bớt cái ruộng lông của nó nè. Yeah. Nó mướt lại. Chải nó. Nói chung là mèo đây mình là nó vậy nè, nó chạy mất không? Không chạy đâu. Thả mà chi nó giờ. Hả chị? Ban ngày mình thả. Chiều tối là kêu nó dời. Kêu meo giờ trường là nó dời à. Từ nó về luôn hả? Không đi. Nó kêu nó vòng vòng kêu là bắt vô chuồng nhốt lại. Chứ mà thả vòng vòng đi vòng đây cũng được, mà nhiều sợ mấy người đi bẫy, cái bẫy mắc uổng. Đúng rồi. Ở đây nhiều người cũng bẫy mèo nhiều lắm. Yeah. Bẫy mèo nói chung là người bẫy mèo về bỏ ăn thịt hết à, bắn thịt mà. Người ta không có tiếc cái con mèo gì hết á. Mình thấy lạ quá mà tiếc. Nói chung là mình không thấy đẹp cái gì đâu, không thấy đẹp gì hết đâu, mà thấy cái màu lạ rồi mặt nó lạ. Bắt về nuôi nhá. Nó lạ đâu chứ mình gặp mèo khác á, là mình đâu có bắt về đâu. Thì đó, bây giờ là có gì chị hỏi giờ hỏi mấy đứa nhỏ giùm em nha. Ngày mai em ghé lại để nếu mà được thì em sẽ lấy lại hai đứa mèo này để về em nuôi nha. Để về hỏi cả nhà. Nhỏ về hỏi là chồng chị đồng ý không? Nếu mà biết giờ để hỏi thử ổng thử hả?
Nếu bạn mấy giờ đưa luôn. Nói chung mà cũng nuôi giờ nuôi nuôi chứ đừng có mình nghĩ mình nuôi kỹ lắm, mình nuôi rồi cho nó ăn uống rồi là sợ nó mắc bữa lần mà thấy nó mà thả nó đi, mà thả nó vòng vòng mà thấy nó không thấy nó mình đi kiếm, yeah. Đi kiếm giờ, chứ để mình không kiếm nó là người ta cũng bẫy bắt bỏ mèo thịt uổng lắm, yeah, rồi tạo nó, đó. Thấy mình lạ nữa, mà thấy con mèo nó lạ nữa, mà hiếm có cái màu lông lá như vậy nữa, đó. Cả nhà mình ơi, mấy mèo dễ thương quá. Hồi nãy là đôi chân lang thang có nói chuyện với chị. Tuy là chị cũng có rất là khó khăn trong cuộc sống, nhưng mà chị cũng có cái tấm lòng yêu thương các bé, nên mình cũng rất là trân trọng tấm lòng đó. Thì mình đã gợi ý là nói với chị là để lại hai bé mèo cho mình cu mang về mình nuôi á. Thì chị cũng là một người chị ở trong làng trong xóm á, cũng ở xa. Thì bây giờ đi chân lang thang sẽ về và đợi cái tin là chị nói chuyện với mấy đứa nhỏ con của chị á. Thì đi chân lang thang, nếu mà được thì đi chân lang thang sẽ sắp xếp và đã đưa hai bé về, ba bé chứ. Nãy là đi chân lang thang thấy có ba bé thì mình về thì mình nhà mình nuôi chó cả nhà, thì không có lòng để mình cái chuồng á, mình phải mua sắt để giờ mình làm mấy cái chuồng để mình cho các bé ở, chứ mình thả ra là mấy bé chó á, nó không có hợp nhau á, nó cắn nhau á cả nhà. Nên có nhiều cô chú anh chị cũng xem được những video của mấy bé chó á, thì cũng có nói là cu mang những bé mèo á. Nhưng mà cả nhà thông cảm nha, tại đôi chân lang thang không có kinh phí nhiều để làm những cái nhà cho các bé mèo ở á. Thì hôm nay là xem như là có duyên với ba bé mèo này, thì đôi chân lang thang sẽ dành dụm và làm những cái ngôi nhà cho các bé ở. Thì nếu có duyên sau này đôi chân lang thang sẽ cứu thật nhiều các bé mèo nữa. Mong cả nhà hãy yêu thương đôi chân lang thang và ủng hộ đôi chân lang thang nha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều luôn. Thì chị nói là chị đợi lại 4 triệu để chủ quen biết á cả nhà. Thì đôi chân lang thang sẽ sắp xếp mình dồn tiền lại, thì để mình ra mình đưa các bé về. Thì đôi chân lang thang sẽ khép lại video tại đây nha. Cả nhà hãy nhớ theo dõi tập video tiếp theo đôi chân lang thang đưa ba bé mèo về nha cả nhà. Nhìn rất là dễ thương luôn. Cả nhà yêu mến đôi chân lang thang thì cũng đừng quên giúp cho đôi chân lang thang một lượt đăng ký nha cả nhà. Chia sẻ video đến tất cả cô chú anh chị đều đồng cảm yêu thương những bé mèo nha cả nhà. Bé mèo với nhà là những bé chó, với là những người nghèo khó khăn. Bye bye cả nhà mình nha, hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo. Bye bye.